Vâng, xin kính chào thưa anh chị em. Em là số nhỏ đang Hoàng Phương. Hôm nay tiến lên cho một video, đó là em có một mẫu mã hay là mẫu Edicapter phiên bản EK mọi người nhá. Đây là mẫu Edicapter 142 này. Phiên bản này phiên bản em đang sale rất là giá rất ưu đãi mọi người nhá. Đợt này thì giá nó tầm khoảng 2,7 triệu mọi người nhá. Là em sẽ bao ship bỏ ngay 5 đấy ạ. Thì đây em sẽ giảm sâu cho anh em để anh em có một ống nhòm sao nong chuyên dụng mọi người nhá. Em xem hộp qua mọi người thì đây là con hộp trắng mọi người nhá, không phải hộp vàng đâu mọi người. Nó sẽ gồm đầy đủ ma cốt nó vạch này. Mã vạch này, mã code này, có số hiệu nhà EK mọi người nhá. Chính hãng 100% mọi người nhá. Lần em sale mức giá rất là ưu đãi cho anh em, giá dưới 2,7 triệu mọi người nhá. Đầu tiên thì một hộp ra là hộp rất là cao cấp mọi người nhá. Nó sẽ gồm bộ phụ kiện đi kèm theo. Em sẽ giới thiệu qua bộ phụ kiện đi kèm theo để em đánh giá chi tiết sản phẩm mọi người nhá. Đầu tiên thì đây là mẫu mã, đây là khăn dây đeo của nhà EK, dây đeo bản to mọi người nhá. Và sẽ gồm một khăn lau EK phiên khăn lau cao cấp mọi người nhá. Nhìn khăn lau rất là cao cấp cho em. Và tiếp theo nó sẽ gồm một cái số hướng dẫn này, hướng dẫn ống nhòm cái tỉa mùi nhá, hướng dẫn ống nhòm này. Và hướng dẫn bảo hành mùi nhá, có đầy đủ bảo hành của nhà sản xuất luôn. Và sẽ hộp có một bên và một hộp ra đây này mọi người này. Đây, đây là con EK, đây là hộp này, đây là vỏ của túi vải mọi người nhá. Bảo rất là chắc chắn cho em, nó sẽ tặng kèm một túi vải nữa mọi người nhá. Đây là con ống nhòm của chúng ta đây. Và con ống nhòm này em là shop Hoàng Phương, em đánh phân phối ủy quyền chính hãng của nhà EK mọi người nhé. Con này con là kính hồng ED này, phủ hồng mọi người này. Con này thì với góc độ của nó, góc độ 6,5 độ, trường nhìn rất là xa mọi người nhé. Zoom 10x rất dễ sử dụng mọi người ạ, rất là trơn tru cho em. Bên em chỉ phân phối hàng mới 100% mọi người nhé. Em phân phối hàng chính hãng 100%. Nó sẽ gồm đầy đủ ma cốt, ma vạch này, EK1322-0801 này. Nó sẽ gồm đầy đủ như cửa hàng limited đấy mọi người. Anh em bây giờ mà anh em muốn một con ống nhòm ly công thì nó lên tầm giá 10 mấy triệu, 20 mấy triệu, mà nó thấu kính HD và thấu kính của nhà ly công, thì bây giờ nó sẽ kết hợp kèm theo, nó phải kết hợp với nhà EK thì nó sẽ thiết kế một thấu kính ly công ở trên của nhà EK mọi người nhá. Thấu kính là nét cho em mọi người này, thấu kính rất là sâu cho em luôn, rất là nhiều thấu kính cho anh em. Nhiều thấu kính nhà EK này. Con này thì chống được 100% mọi người nhá. Con này em nên thông báo cho anh em, em sale sập dàn giá mua ong cho anh em. Anh em muốn, bây giờ anh em muốn mua một con 8X hay 10X thì anh em alo cho em Phương. Và anh em muốn chọn một con ống nhòm sao nong chuyên dụng thì anh em nên chọn cho em con 10X42, uy tín cho anh em luôn. Và bây giờ thì anh em cứ bảo là Phương ơi, con ống nhòm 8X hay 10X tốt hơn, thì anh em lấy cho em một con 10X42 mọi người nhá. Tại vì ưu điểm của con 10X42 này, trường nhìn nó sẽ xa hơn này, và trường nhìn bắt ong nó tốt hơn. Anh em muốn đi săn ong muốn xa hơn rồi mọi người, thì anh em muốn con 8X thì 8X của nó, trường nhìn của nó sẽ hơi ngắn một chút, và trường nhìn xa nó sẽ, trường nhìn rộng mọi người, nó sẽ rộng hơn một chút. Con 10X thì anh em theo em, anh em đi chọn con 10X cho em là tốt nhất, thì là con 10X anh em mới rất ok. Con này em sẽ bao nhiêu cho anh em thì em soi cả trời tối nhá, cảm thấy rất ok mọi người ạ. Anh em cứ bảo là soi trời nắng quá ok không, trời râm có ok không, thì nó sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em mọi người nhá. Giải đáp hết, trời nắng quá thì nó sẽ giảm cái độ chói lóa mọi người, nó sẽ điều hòa cái ánh sáng rất ok mọi người nhá. Kính ED mọi người, kính ED phù hợp mọi người này, rất ok cho em luôn, em rất thích mọi người ạ. Và trời râm quá nó sẽ có tăng độ ánh sáng lên để cho anh em săn ong ok mọi người nhá. Chống nước IPX7, ngâm nước thoải mái cho em, phủ MC, góc độ 6,5 độ, ok cho anh em. Cân nặng từ 6 đến 7 gram mọi người, 6 đến 700 gram, rất là nhẹ nhàng, em cầm rất là nhẹ nhàng cho em mọi người nhá. Đây mà cho em, cho mọi người xem kho hàng của em luôn mọi người nhá. Em công bố giá luôn, giá siêu cho anh em, giá siêu kịch sàn anh em nhá, chỉ 3 ngày duy nhất kịch sàn cho em, giá dưới 2,7 triệu, ok chưa, chắc chắn dưới 2,7 triệu mọi người nhá. Bao ship bảo nhà 2 năm, em ở nguyên ngay từ sở thành phố Hà Nội mọi người nhá. Số điện thoại của em liên hệ, anh em liên hệ cho em là số điện thoại là 0968899302 mọi người nhá. Em sẽ cho mọi người xem kho hàng của em luôn mọi người nhá. Kho hàng rất là lớn mọi người nhá. Mọi người này, kho hàng của em này. Xây kỹ cho em này, kho hàng rất là lớn nhá. Chuyên xỉ này, coi cho anh em luôn. Phù hợp của anh em này. Kho hàng em rất là nhiều mọi người nhá. Tức là em tầm còn tầm khoảng 500 chiếc nữa mọi người nhá. Yên tâm cho em, hàng xuống rất là nhiều mọi người nhá. Yên tâm cho em mọi người nhá. Anh em yêu quý em xem chút này đăng ký mọi người nhá. Hàng rất là nhiều luôn, EK 100% chính hãng, em hàng em rất là nhiều, cảm ơn cho mọi người, thank you anh nhé.